nghiên cứu đã chỉ ra rằng gần như toàn bộ cơ thể con người đã bị vi khuẩn xâm chiếm. Mặc dù các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chúng ta có mối liên hệ chặt chẽ như thế nào với các vi sinh vật trong cơ thể, nhưng một số mối liên hệ đó vẫn còn gây ngạc nhiên. Ví dụ, mặc dù nhỏ nhưng có một cộng đồng vi khuẩn trong phổi, trong khi thành phần và chức năng của hệ vi sinh vật phổi vẫn đang được điều tra. Nghiên cứu mới được báo cáo trên tạp chí Nature đã tiết lộ rằng dường như có mối liên hệ chặt chẽ giữa hệ vi sinh vật phổi và não. Hệ vi sinh vật ở phổi dường như ảnh hưởng đến hoạt động của các tế bào miễn dịch trong não được gọi là microglia. Hệ vi sinh vật ở phổi có thể tác động đến nguy cơ viêm tự miễn dịch trong não. Loại viêm đó đã được quan sát thấy trong một số bệnh bao gồm cả bệnh đa xơ cứng. Tác giả nghiên cứu đầu tiên, tiến sĩ Leon Hou Zhang thuộc Trung tâm Y tế Đại học Göttingen, giải thích các vi khuẩn trong phổi gửi tín hiệu đến microglia trong não. Đồng tác giả nghiên cứu Francesca Odoardi, giáo sư Heisenberg tại Trung tâm Y tế Đại học Göttingen, cho biết hệ vi sinh vật trong phổi có thể được xem như một hệ thống cảnh báo sớm cho các mô não nhạy cảm. Nhiều tác động từ môi trường có thể ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch trong não theo cách này. Chẳng hạn như nhiễm trùng phổi, ô nhiễm không khí hoặc thuốc kháng sinh ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật phổi. Hút thuốc cũng được biết là làm tăng nguy cơ mắc bệnh đa xơ cứng, một chứng rối loạn tự miễn dịch. Nó cũng có thể được nhắm mục tiêu trục phổi não để sử dụng điều trị. Ví dụ, một liều lượng chế phẩm sinh học hoặc thuốc kháng sinh cụ thể có thể được sử dụng để tác động đến phản ứng miễn dịch của não theo cách có mục tiêu nhằm điều trị không chỉ bệnh đa xơ cứng mà còn các bệnh của hệ thần kinh trung ương nói chung, nơi hoạt động miễn dịch của microglia đóng vai trò quan trọng. Đồng tác giả nghiên cứu cao cấp Alexander Flugel, giáo sư tại Trung tâm Y tế Đại học Göttingen, gợi ý. Mặc dù không tìm thấy nhiều vi khuẩn trong phổi nhưng chúng dường như rất nhạy cảm với những thay đổi xảy ra. Một liều kháng sinh cục bộ, liều thấp trên mô hình chuột là đủ để gây ra những thay đổi về nguy cơ mắc bệnh tự miễn dịch trong não. Khi các nhà nghiên cứu cho hệ vi sinh vật phổi chuột tiếp xúc với thuốc kháng sinh, họ phát hiện ra rằng các microglia trong não sau đó đã bị thay đổi. Microglia có các nhánh nhỏ và có thể nhìn thấy những thay đổi dưới kính hiển vi. Những nhánh này trở nên ngắn hơn và dày hơn sau khi điều trị bằng thuốc kháng sinh, và các microglia có phản ứng yếu hơn với các tín hiệu viêm. Điều đó đã thu hút ít tế bào miễn dịch đến vị trí viêm hơn. Vi khuẩn trong phổi tạo ra một phân tử tạo nên một phần thành tế bào của chúng, lipopolysaccharide. Phân tử này bắt đầu tích tụ trong mô phổi sau khi tiếp xúc với kháng sinh. Đáp ứng vi tế bào yếu và đề kháng tự miễn dịch được kích hoạt bởi mức độ tăng của lipopolysaccharide. Tuy nhiên, khi mức lipopolysaccharide trong phổi giảm, bệnh tự miễn dịch trở nên tồi tệ hơn. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.